afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Chiều nay mình sẽ chơi lại nhân vật gây xa. Và ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng trong năm 2023. Và ngày sang ngày mai sẽ là thứ mấy? Mai sẽ là thứ hai, bắt đầu một cái năm mới, ngày 1 tháng 1. Đấy, một cái ngày rất là đặc biệt khi mà ngày cuối cùng trong năm đã kết thúc vào ngày cuối cùng của một tuần, đúng không ạ? Đấy, sang ngày mới là sẽ bắt đầu một cái năm mới. Lúc đấy là bây giờ là mình nghĩ chuẩn bị Tết Dương xong thì mai mốt Tết Âm thì là giáo viên sẽ toàn ten đi vô, đúng không? Giáo viên bảo ấy lì xì, đập để cương xuống cái bàn cái rầm. Wow, rất là nhiều bạn xịt keo nha, nhiều bạn hóa đá nha. Hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhân vật gây xa. Skin COA đó. Có bạn bảo là lâu không thấy, hôm nay em làm chơi lại bạn xem. Bộ skin nhìn rất là ấm cúng, nhìn có vẻ như là rất là phù hợp với miền Đông, đúng không? Mùa đông chứ, miền Đông là cái gì? Cái bộ skin này khi mà ở dạng quỷ ấy, thì cái mặt của nó giống như là vỡ ra từ dạng người ấy. Nó giống như cái dạng người có cái tháo lắp ra, lắp ráp lại kiểu na ná. Ủa nó đâu rồi? Tôi tưởng nó sẽ nhảy xuống đây chứ. Ủa? Ngộ ha. Cái mất dấu luôn. Wow. Một cái sự phán đoán của mình nó hơi bị lỗi. À đây. Ủa cái đầu này. Dám canh bán mẹ hả? Là chị ký vô cái đầu liền chứ ở đó. Bling. Thì hình như quả đấy không cần bling ha. À, thôi kệ đi, bling cho chắc. Ôi, đuổi bạn này xong rồi, sửa xong một máy rồi. Mà cũng đúng thôi, tại vì nó ba máu lận luôn. Nhưng cái việc... À, mỗi một máy chứ, nhầm. Rồi thì các bạn thấy là sang năm là năm con rồng, năm da gần đó. Trời đất ơi, mọi người nghĩ đi. Ủa chết rồi, đát ngu rồi, ngu dữ luôn á. Úi dồi ôi. Tại sao mà tôi thấy người ta flywheel đỉnh dữ mà tôi gặp mấy bạn cùng team random đó. Trời ơi, fly mà nhìn sợ hãi cũng khủng. Yeah. Úi dồi đầu. Bên kia đã đi cứu nhau rồi. Bắt được tù nhân là phải giết. Không nó truyền máy cho mà thấy phiền luôn á. Đã hiểu. Trận đấu này thì mình sẽ chơi gây xa phong cách 3-6 nha mọi người. Với mang bling á. Thực ra thì gây xa không cần mang bling, nhưng mà kệ cứ mang cho bùng cháy, đúng không? Nhiều khi mình đát dơ thì mình dùng bling để mình ký vô cái đầu nó. Tưởng lát chứ. Ai ngờ không lát lắm. Búa vô đầu. Dẹp fly dùm. Hôm nay là ngày chủ nhật nhá, mọi người nhớ đi đánh thường với 5 năm để kiếm hai cầu. Sắp hết mùa rồi đó mọi người. Nên là thời điểm này mọi người tích xúc sắc đi để mai mốt mình có nhiều cầu cho cái mùa giải mới. Chắc sang tuần sau là NE sẽ công bố cái showroom của ba cái phụ kiện của ai ta. Tự nhiên quên ngang. Tự nhiên cứ quên phụ kiện của tiểu thuyết gia này. Của Vũ nè, với S của ai nhỉ, mình quên mất à, nghệ sĩ violon. Nên là trông chờ xem, đúng không? Đấy, bắt đầu cái series mùa mới, cái gì cũng mới. Chỉ trừ game nó vẫn y vậy, không có gì khác biệt cả. Cái tầm đánh của gây xa thì nó sẽ rất là ngắn nha, nên là phải áp sát cực kỳ mới tung ra đòn được. Nói chứ chơi gây xa mình gặp nhiều bạn rất là ảo.
ảo đến mức mà mọi người không thể tưởng tượng nổi, mà ném những cái quả bướm mà xuyên tường luôn. Sợ không thể nào tin nổi ấy. Mà bây giờ bạn thấy này, máy sửa kinh tởm không, mình bắt người cũng đâu đến nỗi đâu mọi người, mà giờ còn có một máy mổ. Đùa hả? Cái máy này vẫn chưa 30 à, lại cứu nhau à. Yo, búa vô đầu. Mà sao sửa máy nhanh quá vậy ta? Bắt tù nhân là còn 3 máy mà giờ còn có 1 rồi. Trời ơi là trời, không thể tin nổi luôn á. Để mình nhấc bạn này về cái phía ghế bên kia để cam thôi, chứ bây giờ quá. Cái máy cuối ở bên đấy mà mới dùng bling nữa. Sửa gì mà nhanh dã man. Bởi cho nên là nhiều khi chơi mà thua thì không có gì. Ủa, máy gần dòng không có gì phải sốc cả, bởi vì cái sửa máy này nó quá nhanh nên là không thể nào mình tưởng tượng nổi. Trời ơi, nhảy xuống cứu đi, nhanh lên. Mà công nhận cái skin này, cái mái tóc nó đẹp ha, rất là nổi, nhìn sáng dã man. Nhiều khi chơi mấy cái map tối tối ấy, đứng từ xa cũng thấy cái tóc này nó sáng. Ủa, sao mà ai cũng fly ấy, cái team nguyên cái team luôn á. Trời ơi, nó đè heal kìa. Trời ơi, ủa không buông nữa, đè heal nữa. Ram chưa? Chưa. Yeah, giờ em muốn sao? Tiểu thuyết gia là đi qua vùng núi cao cao rồi đấy. Giờ là bắt bạn này thôi. Đi thôi. Sửa mà nhanh kinh tởm. À, sao hụt vậy? Đừng có anti đá nữa, tôi đã hồi chiêu rồi mà cứ anti hoài. Rồi dậy đi, rồi tele đi cam cổng thôi. Chắc chắn là tiểu thuyết gia bên cổng bên này thôi, không thể nào đi xa hơn được. Một cổng chưa mở kịp nên. Đấy, trời ơi, không mang tele có mà trận đấu này thoát một rồi, mà sửa máy nhanh thật đi nhờ. Có thể là do mình lúc mà bắt được thanh niên tâm lý xong thì mình bỏ mình đi bắt tù nhân cái vụ chỗ giữa map thì nó hơi bị lâu, lại heal xong rồi. Bạn này đi kiếm hầm hoặc là đi cứu tiểu thuyết gia đây. Nhưng mà sorry cưng, một khi mà gây xa full chiêu rồi ấy, thì đát rất là gớm nha. Nên là đừng có mơ mộng gì nhiều, hiểu không? Chiếu chiếu vô đây đi. Và mọi người biết là gây xa là một trong những nhân vật Hunter đánh tay rất là nhiều, chủ yếu là đánh tay luôn á. Nên là mình có thể kết hợp thêm cái gồng đòn đánh như mình đây để tăng thêm tốc độ di chuyển ha, để có thể là tối ưu hóa cho cái hitbox của mình nó dễ trúng hơn. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ nói thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với chế độ Tarot quả cầu pha lê, với kỹ năng là gây xa có thể là đáp xuyên địa hình. Đấy, trời ơi, trận đấu này thì gặp vua là bệnh nhân, còn vua bên mình là bà tâm lý. Giờ đi theo tiếng gọi con tim thôi. Đấy, gặp hai bà mỹ nhân, thi nhau mà sợ hồi đòn đúng không? Mình phải mang theo cắm mắt với lại 3 điểm trị thương chậm nữa để cho mấy má này phải tận hưởng niềm vui cuộc sống. Rồi, bệnh nhân đâu? Wow, một con cai chay rất là mạnh, có thể là rồi búa vào đầu free hit. Một cái nhân vật cai chay nên là cũng không có ngán lắm. Đánh hết nha, đánh lấy điểm thứ hai là gục đi khỏi cover. Rồi xem bên mình chưa ai hấp thụ năng lượng à, vậy để tôi. Ok, bây giờ nhìn đức mẹ dùng bướm nè. Ui, cứ giống như là mình có cái kỹ năng gọi là đáp xuyên tường vậy đó, giống như mấy bạn cao thủ chơi gây xa. Fly dữ vậy bà.
Trời ơi mọi người thấy không? Úi dồi, cái gì vậy trời? Đát rất là hay luôn đấy. À không phải hay nhá, hay giống cái đát hay là do hấp thụ của quả cầu pha lê nha. Chứ thực ra không hay lắm. Đấy. Mấy má mà gục chỗ nào á, là em sẽ cắm mắt chỗ đó, hiểu không? Rồi tất nhiên là mấy bạn mỹ nhân này là cần phải có cái sự heal cho nhau để tích sỏ ấy. Nếu như mà cứ để tự sống, tự sinh, tự diệt thì game sẽ rất là khó. Mà không thể nào bắt được bạn bệnh nhân nhỉ. Nhây dã man luôn. Úi dồi, nước hoa. Rồi mọi người, 10 con mỹ nhân ra đây mà giật sọ đi. Nhìn lại mình đi. Không có được tỏa sáng đâu ha. Không còn tương lai. Úi, bà ông nội kia nhặt bướm của mình rồi. Gì chứ, nếu mà mấy cái map dày dày ấy thì các bạn nên chơi gây xa nha. Bởi vì nó đỡ bị bully quá nhiều những cái khu vực mà có địa hình ấy. Ờ, tôi không tin cái hitbox nó trúng luôn ấy. Và mọi người xem cái hiệu ứng cái hoạt ảnh lau kiếm nhá. Có nhiều cái là mới mẻ luôn. Nên là... hai sọ gì mà nó phèn dã man. Đâu rồi, người đâu rồi? Còn hồn nhiên sửa máy. U là trời bạn ơi. Hey. Nhìn đi. Thấy đức mẹ hồi choáng bán chưa? Ngày mai là ngày mùng 1 và bán skin của Galati cũng như là của chị Ong nâu và em bé đó. Nữa bạn nào ngày mai mua không? Ngày mai bán 2 bộ trang phục đó. Nên là ngày mai thường thường thì mùng 1 mọi người sẽ đi chơi. Nhưng mà em, công việc của em vẫn phải ở nhà để có thể là làm ít cho mọi người coi ở buổi trưa. Sợ hồi đòn đấy mọi người thấy không? Nhà nhà hồi đòn, người người hồi đòn. Ôi giời ơi, giời. Ôi cái gì? Cái gì mà bom băng bom bùn vậy? Ôi đầu. Bà Galati là phun chiêu chưa? Chứ tôi thấy nếu mà phun chiêu rồi chắc chắn là mà tâm lý học sẽ không cai được nhiều đến vậy đâu. Gục hết rồi. Dừa. Cả đống dừa nè. Ủa đâu rồi? Tới đến giờ thời điểm này là vẫn chưa ai nhấc được ai lên ghế cả. Cái gì? Sao? Skin đẹp quá mọi người ơi. Có những cái tia sáng nó đi theo cái đường cử chỉ của tay nên là nhìn nó sáng sủa, tối sủa, đêm sủa, ngày sủa. Là nguyên một tuần sủa luôn. Sủa cả năm luôn má. Bước vô, nhanh lên. Không ai búp năng lượng cho bà điêu khắc. Mà bà điêu khắc bà cũng chẳng có búp năng lượng cho đồng đội. Nên là nhìn thấy cũng thương. Múc bang 3 điểm hưu chậm cùng với cái con mắt. Bà nào ngóc cái đầu lên là cái quạt cho đầu liền. À không, cái điếu thuốc. Có người comment là cái tẩu. Rồi bà ngóc cái đầu lên. Bà này hình như là có tattoo hình con bướm ở ngay cánh tay này mọi người. Đúng rồi, tóc của người châu Á lúc nào cũng sẽ mang màu đen. Và cái bộ phim mà mình đang xem Thế giới không lối thoát Alice in Borderland nó cũng thuộc cái dạng nó cũng thuộc do nước Nhật sản xuất ấy. Wow, thấy mà thương, bích nhiều mỹ nhân vô. Bởi vậy cho nên là nhiều khi mình cũng biết mỹ nhân là mang vào vua hay là mang vào hầu. Đấy, nhìn nó một đấm cái thôi là ngủ đến hết giấc rồi. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ và ăn cơm ngon miệng nha mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.